Thì Dương ơi, thì Dương ra tìm con, lên chú Hải giúp đỡ tìm con để cho gặp con ở đâu, con phải ra cho biết, đặng cho chú Hải tìm đem về cho cha. Cha bây giờ quá giàu lo rồi, con gắng cố gắng cái gì, cái là cha mẹ đâu có làm con giận gì đâu, con có giận gì đó con cũng phải bắt cái máy lên điện cho cha biết. Cha đi lên tới đây thì chú Hải đó cố gắng giúp đỡ để cho con về sớm với cha. Cha quá khổ rồi, hằng ngày con cũng biết cha đi bán vé số đó khổ. Khổ quá. Dạ rồi con chào ông. Ông có thể giới thiệu ông tên là gì? Dạ Nguyễn Văn Bé Năm, Nguyễn Văn sinh Bé năm Năm ha. 147. Dạ. Dạ Ông là quê quán ở đâu đây? dạ ở An Phú, An Giang. Ở An Giang. Dạ Ông từ quê lên hồi nào đây ông? dạ lên bữa nay là 2 bữa rồi, ngày hôm qua nghe tin rồi lên ngày hôm qua. Ông là ông đi xe đò hay là xe Honda lên đây đây? Chàng đâu đi xe Honda đâu mà có xe đò, Xe ở nhà đi đò à? bán số cũng cái xe đạp người ta cho. Trời đất Dạ ơi. người ta Có cho. mệt không ông? Ông bình tĩnh nha. Ông sinh năm 44 hả? 47. 47. Vậy năm nay 77 tuổi rồi hả ông? Ôi trời đất ơi, tóc bạc hết rồi. Ông về đây cùng với ai đây ông? Tôi lên đây là nói con tôi còn đây tôi lên. Tôi lên bơ lơ. Khổ quá. Ông ơi ông bình tĩnh nha. Ông bình tĩnh để các con giúp cho ông nha. Hôm nay ông về nhờ các con là giúp cái gì đấy ông? Giúp. Dạ Hôm nay ông về đây nhờ anh em con đội hiệp sĩ Nguyễn giúp Thanh Hải là giúp ông gì đây? giúp tìm kiếm con cô về sớm. Tìm con. Dạ Con gái hả ông? con gái Con gái ông là năm nay nhiêu tuổi rồi? tuổi hợi, năm nay tuổi hợi là 29 tuổi. 29 hả? Dạ Em nó là bỏ đi đâu đây? nó nói là tôi lên thì hỏi là nói hôn nó đi qua ăn sương. Ăn sương đâu tôi không biết, rồi cái tới bữa nay là liên lạc không có Đi được, lên bến xe ăn sương hả ông? không biết. Vậy là con gái của ông là trước kia là đi làm ở đâu? Nó ở trọ ở Bình Dương đó, nó đi làm công ty gì đó, công ty Mai, rồi bị gì nó có nó học lớp ngoài có bằng đó, nên ra Dạ. nó cũng làm được. Rồi cái nó có đau cái giò, một vẽ cái giò cái nó đi trị thuốc rồi cái nó không có làm nữa, rồi không biết nguyên nhân sao mà nó xảy ra vậy đó. Con Liên gái của hệ ông là lên trên này làm có bà con họ hàng gì không? không không Có bạn bè ở dưới quê nhà mình không? cũng có mà ở chỗ khác. Khác hả? Dạ Làm ở trên Bình Dương là lâu chưa ông ha? nó đi cũng lâu rồi ạ. Mấy năm rồi? Dạ cũng mấy năm rồi mà nó cũng kiên trì làm mà không biết làm sao, mà nguyên nhân làm sao đó. Rồi Ông nó bà là được mấy người con? bốn đứa, Em này là con thứ mấy đây? Con út hả? thứ tư nói thứ tư Vậy là còn còn một người nữa hả ông? già còn một người. Trời đất ơi. Vậy là các con của ông bà hiện tại ở đâu? Con gái lớn thì nó có hồi trước có chồng, cái nó bỏ hai ba đứa con nó cho tôi với bà nuôi đó. Hiện giờ tôi với bà nuôi hả 3 đứa cháu, tôi bán vé số nuôi. Nó bỏ nó không có lo tới rồi, thành Bỏ ra luôn hả? Còn già mấy người con kia? mấy người con kia đằng nhỏ này hồi đó nó mần thì nó cũng một hỗ trợ chút đỉnh đó, cũng tới Tết nó về cũng có 500-300 vậy đó, chứ hàng tháng thì mần nó không có được tiền. Thành lũy ra là mình cũng có đòi hỏi gì đâu, con nó mà không được, mà nếu mình đòi hỏi thì biểu con không khác nào là biểu con đi ăn cắp trộm, tại nó mần được nhiêu nó cho không cho thì cũng ôm bụng chịu đi, cũng đậu được, mạnh giỏi đậu đi bán với số được đó là làm mừng rồi, trời Phật độ rồi đó. Rồi cái bây giờ đó là
nghe tin nó lên đây nhờ cô bác ở chốn, ta cũng động lòng lắm, ta mới nói ô lên lên chú Hải đi, ông tìm mau dữ lắm. Bây giờ xin đi đó, có điện thoại ổng cho rồi, tôi mới điện rồi ổng cho số điện thoại. Sao ông không kêu mấy người con của ông nó đi cùng với ông chứ, cho yên tâm hơn. Chàng ơi, nó đi tứ tán gì đó nó không phải đâu, phải nó lo đó, là tôi đâu có giúp giả đâu. Khổ vậy, để dạ, thân khổ. Mình một mình già cả rồi, bảy mấy tuổi mà nhìn thấy ông rất là ốm yếu. Chàng ơi, tôi không dài nữa là quá, ăn không được nữa. Sáng giờ ông có ăn gì chưa? Chưa. Trời đất ơi, nó lại đây uống chai nước, không có ăn gì chú ơi, chợ không còn vốn vẹn 300 ngàn. Còn có 300 hả? Còn 300. Giờ đi lên đây nghe ta nói ngô chú Hải ổng có ăn tiền, ổng giúp dữ lắm, ổng giúp được đâu là được đó. 300 có đủ tiền xe vậy không ông? Đây về tới chỗ đó không biết là ăn bao nhiêu, còn từ ở đó đi xuống dưới tôi là 200. 200. Vé xe 200. Vậy là sáng giờ không dám ăn vì lý do không, là không dám ăn. Là sợ không đủ tiền về. Sợ không đủ. Trời đất ơi. Dạ. Ông tí ông cứ ăn đi nha, tí con gửi cho ông tiền ăn nha. Dạ. Tiền 300 đó thì để đi xe về, còn con gửi cho ông tiền ăn nha. Dạ, dạ. Ông ăn đi chứ bây giờ ông không ăn nữa thì ông sức đâu ông đi tìm con đây. Đứng trước cửa coi con ta bán bánh mì đó, mình ăn đỡ đi uống nước vô mà không thấy, không bây giờ xong cái này là ông ra ăn cơm. Ông ăn được cơm không? Dạ được. Tí ra ông ăn cơm nha, mình vào quán cơm mình ăn cơm ngon lành đi nha. Đâu mắc à, mắc lắm. Con gửi cho nhá. Dạ. Đừng sợ đắt, không có nhiều đâu, mấy chục ngàn à nhá. Tí ông ăn, tí nữa sau này là xong cái này là ông ra quán cơm ông ăn nhá. Dạ. Khổ thật. Vậy là con gái là bao lâu thì về thăm ba mẹ một lần đấy ông? Tết cứ về thăm hả? Ừ, Tết đó. Lần này là ông tình cờ ông lên để ông đi thăm con thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà không thấy con đâu đúng không? Ông không có gọi điện trước cho con hả? Có đâu. Không có điện thoại luôn hả? Không có biết bật điện thoại gì đâu. Trời ơi. Rồi cái ở shop người ta thấy vậy đó, người ta mới cho mượn cái điện thoại. Cái điện thoại này mà người ta biểu để sim rồi vô đi chứ, người ta cho mượn cái điện thoại không hả? Con hỏi thật này, bốn người con của ông, bây giờ người con nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi? Tuổi cọp 20 mấy tuổi. Bây giờ hiện tại thì bốn người con của ông. Ừ. Em này bây giờ đi đâu đó thì con chưa tính tới, còn ba người con là không có về với ông bà luôn hả? Không. Ai cũng vậy hả? Yeah. Không có chăm non tới ông bà luôn, không có nhìn ngó tới luôn, không có về nhà để mà xung họp. Nó bỏ ba đứa con lại vậy nuôi tôi với không ba. ý của con là còn những cái người khác, hai người kia thì sao? Cũng có đâu, có phải có là tôi đâu có khổ, cũng đi làm ăn vậy. Ừ. Cũng không có về nhà luôn. Ông được mấy trai mấy gái? Hai trai hai gái. Hai người con trai thì như thế nào đây ông? Hai người con trai nó đau quá, đau rồi giờ nó cũng không có tỉnh, bình tĩnh gì đâu, lúc quên lúc nhớ gì. Là đang làm công việc gì và ở đâu? Thì bây giờ nó cũng lên trên Bình Dương mà nó cũng có việc làm nữa, không biết đi hoạt động là xin chỗ làm đâu. Bây giờ nó ở vậy đó rồi cái sống cuộc sống gì nữa đó, ta cũng cho gạo cho thóc ăn. Ông bao lâu rồi các con của ông chưa về thăm bố mẹ, thăm ba mẹ? Lâu chưa? Cũng lâu rồi. Cả năm nay chưa ông? Dạ. Tết vừa rồi gia đình nhà mình có đầy đủ không ông? Tết thì có về vậy thôi, rồi cái hai ba bữa cái nó cũng đi à. Vậy là cái người con gái thứ mấy để lại ba đứa cháu ngoại? Thứ ba. Thứ ba là để lại ba đứa cháu ngoại. Ừ. Là chị của em này. Chị của người kế của em này đúng không? Người kế. Chị thứ ba. Là lấy chồng, bây giờ là chồng đâu rồi? Vợ chồng nó bây giờ đi về chỗ khác là ăn gì đâu đó, không có nuôi, thành ra tôi với bà. Trời đất ơi. Nuôi hồi nhỏ mà đứa lớn bây giờ bị gì ta cho mình hộ nghèo đó chú. Yeah. Rồi cái cho nó học. Năm nay là nhỏ lớn lớp 6 rồi đó. Nhỏ kế là lớp 3. Cận nhỏ sau còn bú, còn chữa, tôi mới mót, không có mua được nhiều đâu. Nó dụ cho nó đút cơm ép cho nó ăn, rồi ngoài ra nữa là mua cho nó một bịch, dưới tối một bịch chữa vậy đó. Nhín cho nó uống, ban đêm sợ nó không có chữa, nó khóc. Tôi với bà lo vậy chứ không có mua được nguyên thùng đâu, mua từ bịch vậy. Tức là ông thì ở quê là ông bán vé số.
đoán mấy số con bà làm gì, bà nuôi vài ban gà dưới sàn bị cái lưng với lại giữ mấy đứa cháu ngoại hả. Ừ, cái lưng bà mà làm nặng cũng được mà đi xa đâu có được, thành ra bà tăng hưu mấy gà. Khổ quá khổ. Bây giờ đẻ bốn đứa con ra, bây giờ là ông bà thì bảy mấy tuổi già rồi, giờ lại tội hai ông bà. Quá khổ luôn. Trời đất ơi, sao khổ đến vậy đây. Tôi đi mấy thiệt với chú, làm thầm giái, giái trời giái Phật lên đây cho chú Hải giúp cho tôi sớm gặp con, dẫn con tôi về. Chắc mừng chết luôn, mừng dữ lắm. Vậy là trước giờ là con gái đâu có gọi điện về nhà hả ông? Ờ. Chỉ có con gái lúc nào về là về thôi. À, còn lần này là vô tình ông lên để đi thăm con. Dạ. Nhưng mà mình có suy nghĩ gì hay sao mình lên mình thăm con, hay là mình có linh tính gì không? Bởi vì nè, mẹ nó có điện rồi, người ta đã nói mẹ nào người ở xóm á. Dạ. Người ta nói như vậy là nó mấy dài là nó đi không biết đi đâu mà không có thấy nó. Rồi mới liên hệ bắt điện thoại này kia, không có được, không có được gì chứ. Rồi ông mới quyết định đi lên thăm. Rồi mới lên trên này là lân cận hỏi người ta coi nguyên nhân sao hay là gì đó. Người ta nói không biết sao mấy dài không thấy nó. Là trước kia ông có lên cái phòng trọ đó lần nào chưa? Không, hồi đó giờ không có lên, mới lên hôm qua nay đó. Ủa ông lên đây là có ai ở trên đây không? Có. Ai? Có thằng thứ hai nó ở đó. Mà là... nó cần cùng. Thứ hai là có ở gần em này không? Thì ở chung trọ anh em. À, chung phòng hả? Hai anh em ở chung phòng hả? Rồi cái người con thứ hai nó nói với ông sao? Nó nói hồi nó đi đó là hỏi mày đi đâu. Nói tôi đi qua bên ăn sương, vài bữa tôi về cái gì đó. Trời đất ơi. Rồi cái không có bắt được. Con gái đi là có mang theo thứ gì đi không ông? Nó ông có biết không? Có cái đồ quần áo thôi. Quần áo của nó. Tôi lên tôi thấy ba mấy bộ đồ của nó để trong phòng tắm chưa có giặt, tôi mới ngầu tôi giặt cho nó, giặt phơi. Trời thương quá. Thương quá, thật sự thương một người cha già mà tóc bạc lưng còng rồi đi tìm con. Mà nói ra lời nào là nghe đứt ruột lời đấy luôn. Ông bình tĩnh nhá, ông đừng khóc nha. Khổ quá, khổ. Ông có hỏi người con thứ hai đó là hai anh em có cái chuyện gì xảy ra ở đấy không? Sống chung có như thế nào không? Lắm. Nó có mấy gì đâu. Không có mất lòng gì ha. Hai anh em có cãi nhau không? Không. Ông là bây giờ ông đang sợ nhất, lo sợ nhất là con gái ông gặp điều gì đây? Điều nhất lấy ra cho nó về sớm. Về sớm đặng cho cha con gặp. Thương ha. Dạ. Ông hãy nói một điều gì đó với con đi, ông tâm sự với con đi. Ừ. Ông gọi con gái của ông về đi. Thì Dương ơi, thì Dương cha tìm con. Lên chú Hải giúp đỡ tìm con để cho gặp con ở đâu con phải là cho biết, đặng cho chú Hải tìm đem về cho cha. Cha bây giờ nó quá giàu lo rồi, con gắng cố gắng cái gì cái là cha mẹ đâu có làm con giận gì đâu, con có giận gì đó con cũng phải bật cái máy lên điện cho cha biết. Cha đi lên tới đây thì chú Hải đó cố gắng giúp đỡ để cho con về sớm với cha. Cha quá khổ rồi, hằng ngày con cũng biết cha đi bán giấy số đó, khổ. Khổ quá. Em gái, nếu em đang ở phương trời nào đó em xem được video này, thấy ba của em năm nay 77 tuổi, tóc bạc hết rồi, rất là yếu ớt, lặn lội mà đi từ An Giang để lên Bình Dương đi tìm em, thì hy vọng rằng em ở đâu đó thì hãy sớm liên hệ về với gia đình và nhanh gọn lẹ là em hãy đi về để đoàn tụ với gia đình, để cho cha mẹ yên tâm, đặc biệt là cha mẹ tuổi thì già sức yếu rồi, mà tới giờ phút này mà em đi như vậy thì thật sự cha mẹ rất lo lắng cũng như là đang hoang mang. Gà ta mắc cóc nữa đâu. Dạ. Nên mong rằng em gái hãy sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Dạ thưa cô chú anh chị, thì đây thật sự là một câu chuyện người cha tìm con, đặc biệt câu chuyện này là ông nói ra một từ một lời nào là nghe đứt rụt lời đó. Nên rất mong rằng video này được sự chung tay của góp sức tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được em gái này để giúp em gái này sớm quay trở về để đoàn tụ cùng với lại gia đình. Thì nếu cô chú anh chị có thấy em gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như đưa em gái sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Dạ rồi thì
cái sự việc của ông thì anh em con đã ghi nhận, sẽ giúp ông hết sức có thể nhá. Dạ. Hôm nay ông về đây nhờ anh em con quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Ông có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái ông về không? Dạ, thống nhất. Tôi sợ người ta lấy điện thoại này kia đó, không cho nó điện được đó. Sợ người ta gạt cái đó, sợ gì đâu, không có thông tin được gì đó, thành ra lo sợ. Cho nên nó mới đi lên chú Hải tìm mau, ở nơi nào cũng tìm mau. Thương ông quá, thật sự rất thương. Dạ, quá. Thương thật. Lòng con rất thương ông luôn. Thôi ông cố gắng nha. Con chúc ông thuận lộc bình an về An Giang nha. Ông đừng quá lo lắng quá nha. Mà khi nào được là con gọi điện cho ông. Dạ. Hoặc là con trực tiếp, nếu mà có thông tin hoặc tìm được thì trực tiếp là đưa con gái nhà mình về với ông luôn, về quê nhà mình luôn. Dạ. Nhưng ông cứ yên tâm nha. Dạ. Ở An Phú. Dạ. Ông có ghi hết địa chỉ ở tờ giấy rồi đúng không? Dạ rồi. Số căn cước của nó. Rồi ông nha. Con xin phép chào ông. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.